Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 200. Săn bắn Ngày mùng 2 tháng 6 trời trong xanh, mặc dù hôm qua vẫn còn mưa rơi tí tách, hôm nay mặt trời đã trói trang. Trong ngọn núi tuy lầy lội nhưng gần đây thời tiết vẫn luôn như vậy. Là đàm chậm rãi xoay người, trong phòng đặt đủ lượng đá băng, dù lũng nghiệp vào mùa hè rất nóng bức, trong phòng vẫn khô giáo và thoải mái. Một thị nữ cười hỏi, tiểu thư hôm nay muốn đi đâu dạo chơi? La đàm nhìn đống đồ chơi trong phòng, nói, không biết nữa, để lát nữa hỏi Cao Đại Phu đã. Cao công tử hôm nay ra ngoài, tối mai mới về. Thị nữ nói, để nô tỳ thông báo một tiếng, nếu tiểu thư muốn đi ra ngoài, gọi vài thị vệ trong phủ đi cùng, nô tỳ sẽ theo hầu. Coi trọng cái gì, mua về là được có việc à la đàm hỏi có bệnh nhân cần trần sao thị nữ cười không đáp la đàm khoát tay nếu vậy ta sẽ tự đi dạo nàng đến lũng nghiệp gần một tháng mấy ngày nay đều ở cùng cao dương cao dương nói hành y không có biên giới hắn thời trẻ từng du lịch và định cư ở lũng nghiệp phủ đệ ở đây đều là của hắn la đàm thấy mọi người trong phủ cũng nói thế nên không nghi ngờ gì Người gửi tin cho Thẩm Diệu đã bị Cao Dương đuổi về, nói Thẩm Diệu đã hứa chăm sóc tốt cho La Đàm. Không biết Cao Dương đã nói dối thế nào, nhưng từ khi đến đây, người Thẩm gia không còn tới nữa. La Đàm nghĩ, xem như Thẩm gia đã bỏ qua, đợi vài ngày nữa chơi chán ở Lũng Nghiệp rồi sẽ tìm Thẩm Diệu nói rõ ràng. Nếu bây giờ nói, sợ rằng Thẩm Diệu và Duệ Vương sẽ lại đưa nàng về, chưa chơi đủ sao có thể về được. La Đàm ra cửa, vào sân, nghe tiếng huyên náo từ đường phố bên kia tường, liền hỏi thị nữ, bên ngoài làm gì mà náo nhiệt vậy? Thị nữ cười nói, hôm nay là hoàng gia săn bắn, kỷ niệm 60 năm tế điển, bệ hạ cũng đích thân tham gia, cấm vệ quân theo cùng, dân chúng trên phố đang hoan hô. La Đàm yêu thích náo nhiệt, nói, vậy chúng ta cũng đi xem, có phải sẽ thấy thiên nhan của bệ hạ. Sắc mặt thị nữ hơi đổi, lắc đầu, trên phố đông đúc bệ hạ ở trong lọng tre không thấy được la đàm hơi thất vọng thị nữ cười nói nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho tiểu thư sau đó sẽ cùng đi dạo người đi đi la đàm nói đợi thị nữ đi rồi la đàm lén lút hướng về cửa hậu viện miệng nói nhỏ không ra khỏi cửa nhìn từ xa một chút cũng không quá đáng bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất trong sân thẩm rượu rửa mặt xong liền thấy tạ cảnh hành thay quần áo khác đi ra. Hôm nay săn bắn, hắn mặc trang phục săn thú gọn gàng. Tay áo hẹp, cổ cao, thắt lưng, giày thêu hoa văn tối màu, cực kỳ thoải mái nhưng cũng toát lên vẻ quý tộc. Nhìn thấy thẩm diệu, tạ cảnh hành cao mày, bộ y phục này. Dù là săn bắn, lại là ngày hè nóng bức, kinh chập lo thẩm diệu nóng nên chọn bộ y phục nhẹ nhàng thoáng mát. Quần lụa rộng, áo mỏng manh, Màu tím nhạt như mây mù. Thẩm Diệu vốn đoan trang, nay lại có chút quyến rũ, không nói ra được ý nhị. Thẩm Diệu cúi đầu nhìn mình, nói: "Không đẹp sao?" Tạ Cảnh Hành nói: "Trong núi gió mát, nên mặc áo khoác." "Thẩm Diệu, tháng 6 nóng thế nào có gió mát? Lũng Nghiệp luôn nóng mà." Tạ Cảnh Hành bổ sung: "Thân thể của ngươi hiện tại là của Tạ gia, không thể để bị nắng." Thẩm Diệu Biết rồi, kinh chập, lấy áo khoác. Tạ cảnh hành lúc này mới yên tâm. Ra ngoài, Mạc Kình và một số thị vệ đã chuẩn bị, bát giác cũng có mặt. Kinh chập và cốc vũ hôm nay không cần theo, tạ cảnh hành điều nữ thị vệ hồi hương từ mặc vũ quân đến bảo vệ thẩm diệu. Tạ cảnh hành bố trí chu toàn, thẩm diệu càng thêm bất an. Hoàng gia săn bắn lần này là kỷ niệm 60 năm tế điển, nàng không thể không tham gia. Dù không có lần này, thẩm diệu cũng sẽ không ở lại dưỡi thân vương phủ, vì mắt phải nàng cứ nháy liên tục, như báo trước điều gì xấu. Nàng tâm sự nặng nề, rơi vào mắt tạ cảnh hành, hắn suy nghĩ, cùng thẩm diệu ra cửa hỏi, sao giàu dĩ vậy? Thẩm diệu nói, luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn. Tướng công ngươi mạng lớn, hắn cười, phu nhân không cần lo. Thẩm diệu lườm hắn, thấy không có xe ngựa, liền hỏi xe ngựa vẫn chưa chuẩn bị sao tạ cảnh hành nở nụ cười kéo thẩm diệu ra cửa Mạc kinh dắt một con ngựa tiến lên tạ cảnh hành xoay người lên ngựa đột nhiên kéo tay thẩm diệu lôi nàng lên ngựa cùng mình thẩm diệu không kịp phản ứng đã bị tạ cảnh hành giữ chặt trong lòng xe ngựa quá chậm hắn cúi đầu nhìn thẩm diệu không nhanh không chậm nói người biết bắn cung nhưng biết cưỡi ngựa không thẩm diệu vừa định trả lời tạ cảnh hành đã cắt lời không biết cũng không sao phu quân sẽ dạy ngươi nói xong hắn dương roi ngựa con ngựa hí dài một tiếng rồi phóng đi phía sau thị vệ của tạ cảnh hành cũng theo kịp thẩm diệu tựa vào lưng hắn bị hắn ôm chặt trong ngực trong lòng không khỏi kinh ngạc con ngựa dưới chân họ là loại bảo mã tốt nhất chạy rất nhanh tạ cảnh hành cưỡi ngựa giỏi chọn toàn những đường ngoằn ngoèo, khiến người trên phố thốt lên kinh ngạc. Hắn cười to vui vẻ, vô cùng phóng khoáng. Thẩm Diệu nhớ lại lần đầu gặp tạ cảnh hành ở trước Quảng Văn Đường, chàng trai tuấn tú mặc áo tím, ngồi đĩnh đạc trên ngựa cao, lười biếng đánh giá mọi người. Hơi thở của hắn phả vào tai nàng, gần sát gò má. Tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu truyền đến, làm Thẩm Diệu cảm thấy ấm áp nàng cũng rất thích cảm giác tự do này. Nàng từng đứng trên cung điện cao, ngắm nhìn chim bay cao, ngựa chạy dưới chân, khao khát một cuộc sống tự do. Nhưng đời nàng lại bị cầm cố trong thâm cung, bảo vệ người đàn ông không yêu mình, sống vì những đấu đá. Thầm diệu cười, người ở lũng nghiệp cũng vô lễ như ở định kinh sao. Chỉ có hơn chứ không kém. Tạ cảnh hành đáp, hắn cúi đầu nhìn nàng, đặt cầm lên đỉnh đầu nàng, vốt nhẹ và cười người ở lũng nghiệp thoải mái hơn ở định kinh thẩm diệu sững sờ tạ cảnh hành tiếp tục cười ta thích thẩm kiều kiều như vậy ta cũng vậy thẩm diệu cười nói tạ cảnh hành chậm lại ngựa cũng chạy chậm hơn hắn hỏi ngươi cũng thích ta như vậy sao không phải thẩm diệu cười ta cũng thích chính mình như vậy tạ cảnh hành cười thẩm kiều kiều ở lũng nghiệp ai dám đùa cực ta đều phải trả giá đắt. Tiếng cười của hai người vang xa trong gió hè lũng nghiệp. Phía sau, hồi hương nói nhỏ với bát giác, không phải nói phu nhân tính tình lạnh nhạt, nhìn cảm tình cũng không tệ lắm a. À. Phu nhân tính tình lạnh, bát giác cười híp mắt, nhưng phu nhân là người tốt. Khi mặt trời mọc, ánh sáng đã giải khắp đất trời. Thẩm Diệu và Tạ Cảnh hành cuối cùng cũng đến sân săn bắn sân săn bắn nằm giữa rừng cây rậm rạp, phải đi sâu vào bên trong, hướng về Hoa Loan Phong. Hoa Loan Phong là một mọn núi kỳ lạ ở lũng nghiệp, rừng cây rậm rạp, địa hình hiểm trở, có nhiều cảnh đẹp và động vật quý hiếm, nhưng cũng đầy nguy hiểm do dã thú qua lại. Hoàng gia biến nơi này thành sân săn bắn từ thời tiên hoàng, theo quy định từ khai quốc hoàng đế, mỗi 60 năm, đường kim hoàng đế phải đích thân vào sân săn bắn và săn được một con sư tử để làm tế phẩm. Các đời đế vương khi săn bắn tại Hoa Loan Phong thường gặp nguy hiểm, nhưng vì có cấm vệ quân theo cùng, vấn đề thường không lớn. Tuy nhiên, hiện tại có cấm vệ quân lại càng nguy hiểm hơn không có. Thẩm Diệu cùng tạ cảnh hành ra trận mà không dùng xe ngựa, hai người cưỡi chung một ngựa khiến mọi người ngạc nhiên. Vĩnh Lạc Đế và Tĩnh Phi đã tới trước, Tĩnh Phi kinh ngạc che miệng, nói, làm hoàng tộc tông phụ, thật sự quá thất lễ. Vĩnh Lạc Đế cao mày nhìn tạ cảnh hành, rõ ràng không thích cách làm của hắn. Tạ cảnh hành đỡ thầm diệu xuống ngựa, cùng nàng tiến đến trước mặt Vĩnh Lạc Đế. Vĩnh Lạc Đế hôm nay mặc kỵ trang màu vàng, tuấn tú nhưng lạnh lùng, trong kỵ trang, cả hai huynh đệ đều nổi bật giữa đám đông. Tạ cảnh hành và thầm diệu hành lễ với Vĩnh Lạc Đế, nhưng không ai chào tĩnh phi. Tĩnh phi thấy vậy, cắn môi, rồi đột nhiên cười nói, duệ vương phi hôm nay cùng thân vương đến sân săn bắn thật làm người khác ngưỡng mộ đã như vậy chắc thân vương phi cũng muốn vào sân săn bắn thẩm diệu chưa kịp trả lời vĩnh lạc đế đã lạnh nhạt nói nàng không cần vào tĩnh phi sững sờ không nghĩ rằng vĩnh lạc đế lại đột nhiên can thiệp nàng muốn thẩm diệu vào sân để đối mặt với nguy hiểm nhưng vĩnh lạc đế ngăn cản tĩnh phi dù kiêu căng nhưng không dám đối đầu với vĩnh lạc đế Thẩm Diệu hiểu rằng Vĩnh Lạc Đế không đứng về phía mình mà vì hôm nay huynh đệ họ vào sân, rất nguy hiểm, thêm người chỉ thêm biến số. Vĩnh Lạc Đế sợ Thẩm Diệu ảnh hưởng kế hoạch của họ. Tạ cảnh hành liếc tĩnh phi một cái, ánh mắt cảnh cáo. Tĩnh phi sợ nhất vị thân vương trẻ tuổi này, thậm chí hơn cả cha mình. Thấy tĩnh phi không nói nữa, tạ cảnh hành ôm vai Thẩm Diệu, nói, Hoàng Huynh, ta đưa Kiều Kiều đi dạo quanh đây nàng mới đến lũng nghiệp chưa quen thuộc dứt lời không chờ vĩnh lạc đế phản ứng hắn kéo thẩm diệu đi vừa đi mấy bước họ thấy quý vũ thư chạy đến hớn hở chào tam ca tẩu tử thẩm diệu nhìn quý vũ thư cười tươi khó liên tưởng với vị trưởng quỹ hiệu cầm đồ ở minh tề nàng hỏi sao ngươi gọi hắn là tam ca ồ quý vũ thư ngơ ngác nhìn tạ cảnh hành ngươi không nói với tàu tử sao thấy tạ cảnh hành không tỏ rõ ý kiến quý vũ thư gãi đầu cười nói thực ra là tam biểu ca ta và tam biểu ca là bà con trong tộc huynh đệ xếp thứ hắn là lão tam tam ca mẫu hậu là di mẫu của ta chúng ta là biểu huynh đệ thẩm diệu nghe quý vũ thư giải thích mới hiểu ra mẹ của quý vũ thư và mẹ của tạ cảnh hành là chị em ruột Quý Vũ thư cũng là hoàng thân quốc thích, cùng Tạ Cảnh Hành là biểu huynh đệ. Chẳng trách Tạ Cảnh Hành hay trách mắng Quý Vũ thư nhưng vẫn quan tâm. Quý Vũ thư cười ha ha, nói: "Nghe nói nương ta gặp Tẩu tử, bảo Tẩu tử đoan trang hiền thục, là đại gia khuê tú. Nếu không phải tam ca ra tay sớm, khụ khụ, nương còn oán trách ta tại minh tề sao không cưới Tẩu tử mỹ nhân như vậy." Tạ Cảnh Hành bình tĩnh nói: "Quý Vũ thư Ngươi muốn vào mục sao? Ta chỉ đùa thôi." Quý Vũ thư vội nói, nghe nói Cao Dương hôm nay cũng tới, ta đi xem hắn. "Tẩu tử, ngươi chơi vui vẻ nhé." Quý Vũ thư nói xong liền chạy đi. Thẩm Diệu giờ khóc giờ cười, hỏi Tạ Cảnh Hành, Cao Dương cũng tới. "Sao chưa thấy hắn?" "Hắn là thần tử, khoảng chừng đến chậm." Tạ Cảnh Hành nói, "Cao Dương là vệ sự đại thần." Thẩm Diệu cười, "Ta biết. Ngươi thật giỏi, biết được thân phận Cao Dương." Tạ Cảnh Hành cười. Thẩm Diệu trột dạ, không nói gì. Nàng biết thân phận Cao Dương vì kiếp trước khi Minh Tề cống nạp, không phải Tạ Cảnh Hành mà là Cao Dương đến. Lúc đó nàng là Định Vương phi, từng gặp Cao Dương. Đời này, Tạ Cảnh Hành chưa bao giờ nói rõ thân phận Cao Dương, nhưng Thẩm Diệu đã ngầm hiểu từ đầu may mà tạ cảnh hành không xoáy sâu vào vấn đề này chỉ nói săn bắn mới bắt đầu ngươi theo ta ở ngoài săn thỏ hoặc chim giờ tị ta sẽ cùng hoàng huynh vào trong lưu thị vệ cho ngươi ngươi ở bên ngoài chàng dạo chơi đừng vào trong dừng một chút lại nói di mẫu hôm nay cũng tới ta sẽ để quý vũ thư báo cho nàng nếu ta chưa về ngươi hãy cùng di mẫu về thành nàng sẽ đưa ngươi đến thân vương phủ Ngươi nói chưa về. Thẩm Diệu nghi ngờ. Tạ cảnh hành xưa nay làm việc cẩn thận. Tại Minh Tể hắn là Thế tử Lâm An Hầu Phủ. Dưới sự giám sát của người phó gia. Vẫn hoàn thành kế hoạch của mình. Chứng tỏ hắn không phải người hành động vội vàng. Nhưng lần này, Thẩm Diệu cảm giác bất an. Từ đầu đến giờ, trong giọng nói của tạ cảnh hành đều có sự nghi hoặc. Yên tâm, ta và Hoàng Huynh đã chuẩn bị. Hắn cười ám muội hai tháng còn chưa tới, ta làm sao có thể không tiếc mạng mình. Thẩm Diệu đẩy tạ cảnh hành một cái, trước mặt mọi người nàng không muốn bồi tiếp hắn đùa giỡn. Quay đầu lại, nàng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Nhìn theo hướng ánh mắt đó, nàng thấy Diệp phu nhân, người mà nàng đã gặp tại Thái Hạ Yến, đang nhìn mình. Diệp phu nhân mặc y phục dễ dàng cho việc di chuyển, đứng từ xa, ánh mắt không né tránh, mỉm cười nhìn Thẩm Diệu ánh mắt ấy khiến thẩm diệu cảm thấy không thoải mái. Nàng hỏi, người Diệp ra hôm nay cũng săn bắn sao? Diệp mậu tài là thừa tướng, tự nhiên cũng phải tham gia. Chỉ là các thần tử sẽ chỉ ở ngoài tràng, không vào bên trong. Tạ cảnh hành theo ánh mắt thẩm diệu nhìn về phía Diệp phu nhân, rồi thắc mắc, người có vẻ rất quan tâm đến Diệp phu nhân, có chuyện gì sao? Không biết tại sao, thẩm diệu nhíu mày, luôn cảm thấy người Diệp gia mang lại cảm giác không tốt. Người nên đề phòng chút. Hoàng huynh hiện tại có ý định lôi kéo Diệp gia, mọi cử động của Diệp gia đều được chú ý, chưa phát hiện điều gì bất thường. Tạ Cảnh hành suy tư, rồi an ủi, họ chỉ ở ngoài chàng, không ảnh hưởng gì, không cần lo lắng. Khi Thẩm Diệu nhìn lại, Diệp phu nhân đã quay đi nói chuyện với những người khác. Nàng kiềm chế bất an trong lòng, tự nhủ không có gì khi thời gian vừa đúng, săn bắn bắt đầu. Hôm nay toàn là quan lại có địa vị cao ở lũng nghiệp, các quan theo săn bắn, nữ quyến thì xem. Người gan lớn có thể đi ngoài tràng, tính tình yên tĩnh thì ở lại bãi săn. Thật không may, hôm nay Lưu Uyển Nhi cũng đến. Lưu Uyển Nhi đã tỉ mỉ trang điểm, kỵ trang tinh mỹ, trông kiều diễm. Nếu không có thầm diệu, nàng chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất. Tĩnh Phi và Lưu Uyển Nhi dù sao cũng là tỉ muội, được Lư gia nuông chiều, có khí chất thiên kim tiểu thư không hề yếu đuối. Nhưng Thẩm Diệu ở đây, làm Lưu Uyển Nhi trở nên nhạt nhòa. Thẩm Diệu mặc kỷ trang màu diễm gạo, đơn thuần nhưng xinh đẹp, đứng cạnh Duệ Vương tạo thành một cặp đôi hài hòa. Tạ Cảnh Hành, dù sao cũng là hoàng đế bảo đệ, tào nhã, còn Thẩm Diệu là con gái võ tướng, nhưng lại có quý khí thiên thành, đoan trang bầu không khí giữa họ không chê vào đâu được, Lưu Uyển Nhi, dù là thiên tiên, cũng không thể chen vào. Lưu Uyển Nhi không biết, vẫn tiến tới thẩm diệu, mặc dù nói chuyện với thẩm diệu, ánh mắt nàng luôn dán vào tạ cảnh hành. Giọng nàng trong veo, gần như ngọt ngào. Thân Vương Phi, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi. Thái Hạ Yến hôm đó, ta và thân Vương Phi vừa gặp đã quen, không ngờ hôm nay lại thấy, thật là duyên phận. Lưu Uyển Nhi nói rất khách khí, ngoan ngoãn, không giống chút nào với thái độ ngang ngược tại Thái Hạ Yến. Thầm Diệu cười thầm, không biết Lưu Uyển Nhi nghĩ gì. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng tạ cảnh hành sẽ tin những gì nàng nói? Ngày đó ở Lưu Phủ có nhiều phu nhân khác, Thẩm Diệu quyết định không che giấu và nói thật với tạ cảnh hành. Lưu Uyển Nhi không phải vừa gặp đã quen, mà là hận thấu xương. Lưu Uyển Nhi vừa nói xong, không chờ thẩm diệu trả lời, đã nhìn tạ cảnh hành, đôi mắt đầy tình ý, duệ thân vương hôm nay thật uy phong. Sớm trước từng gặp ngài tại tỷ tỷ trong tầm cung, ngày đó ngài còn khen cầm nghệ của ta xuất chúng. Nay ta khổ luyện cầm nghệ, tiến bộ rất nhiều, không biết thân vương điện hạ lúc nào rảnh rỗi, có thể chỉ điểm một, hai. Thầm diệu ngạc nhiên, nhìn tạ cảnh hành. Lưu Uyển Nhi thật sự đã từng đánh đàn trước tạ cảnh hành còn được hắn khen ngợi thấy ánh mắt nghi ngờ của thầm diệu tạ cảnh hành cười xấu xa ồ không cao hứng thầm diệu quay đầu đi tạ cảnh hành nhún vai nhìn lư uyển nhi với biểu hiện khác hắn nói ngày đó bồi hoàng huynh nói chuyện gặp tĩnh phi tĩnh phi nói lư tứ tiểu thư tại tĩnh hoa cùng đánh đàn muốn hoàng huynh nghe bản vương nghe xong nói nhưng cùng nha tước sánh ngang lư tứ tiểu thư ngươi không nhận rõ khen hay chào phúng. Xác thực cần danh sư chỉ điểm đầu óc. Thẩm diệu suýt bật cười, không ngờ Lưu Uyển Nhi ngu ngốc đến vậy. Tạ cảnh hành xưa nay nói chuyện không nề mặt mũi, không kiêng kỵ có người nghe. Lưu Uyển Nhi mặt đỏ bừng. Lúc trước tại tĩnh Hoa Cung, nàng phủ song cầm, mê muội với tạ cảnh hành, không nghe rõ hắn nói gì. Nàng tưởng được khen ngợi, giờ bị làm rõ, cảm thấy như trò cười tạ cảnh hành chậm rãi nhìn nàng nói còn có bản vương là hoàng huynh đệ vào tẩm cung phi tử lư tứ tiểu thư ngày sau đừng nói ra không biết còn tưởng lư tứ tiểu thư có ý định khiêu khích tội danh này bản vương không gánh nổi nói xong hắn kéo thẩm diệu rời đi để lại lư uyển nhi một mình thẩm diệu cảm thấy lư uyển nhi đáng thương hỏi tạ cảnh hành người lư ra lợi hại như vậy sao nữ nhi đều như thế Tĩnh Phi và Lưu Uyển Nhi đều ngang ngược ngông cuồng, trong khi Thẩm Diệu bị Thẩm Gia Nhị phòng tam phòng nuôi thành tính tình này, còn họ là con ruột của Lưu Phu Nhân. Tạ Cảnh Hành nói, tâm tư Lưu Gia đều đặt vào triều đình, ít quan tâm tử nữ. Họ nuông chiều nữ nhi, chỉ chú trọng bồi dưỡng nam tử. Thẩm Diệu lúc này mới hiểu rõ, với gia sản của Lưu Gia, các tiểu thư trong nhà dù tùy ý thế nào cũng không lo lắng về ăn mặc. Vì vậy, Việc kiêu căng tùy hứng cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì họ luôn có nhà mẹ đẻ đứng sau làm chỗ dựa. Khi nàng đang nói chuyện, Tạ Cảnh Hành đã kéo Thẩm Diệu đến biên giới sân săn bắn. Ở đó, các thần tử và một số nữ quyến đã chọn xong ngựa. Tạ Cảnh Hành đến gần, thiết y dẫn tới hai con ngựa. Một con cao lớn màu đen, một con nhỏ hơn màu đỏ thẫm. Tạ Cảnh Hành đỡ Thẩm Diệu lên con ngựa đỏ thẫm, còn mình thì cưỡi con ngựa đen. Bên kia, Vĩnh Lạc Đế cũng bắt đầu di chuyển, cấm vệ quân đã chuẩn bị kỹ càng để theo hộ tống. Những nhịp trống bắt đầu vang lên, tạo nên âm thanh như một chương nhạc cổ xưa. Nhịp trống ngày càng gấp rút, cuối cùng, một cung tiễn thủ trên đài cao bắn tên trúng một trái cây vàng treo xa xa, trống đột một đánh một tiếng vang lớn. Săn bắn bắt đầu rồi. Tạ cảnh hành dẫn thẩm diệu đi quanh sân săn bắn. Mạc Kinh và một số người khác theo sát. Trong sân săn bắn, người ta có thể mang theo vài thị vệ, nhưng ở ngoài tràng thì không có nguy hiểm gì, và ban ngày ban mặt thì không có chuyện gì xảy ra, mang theo chỉ là để phòng ngừa. Người khi nào vào trong tràng? Thẩm Diệu vừa cưỡi ngựa vừa hỏi tạ cảnh hành. Nàng đã lâu không cưỡi ngựa, nhưng con ngựa dưới chân rất ngoan, nàng dễ dàng kiểm soát. Hoàng Huynh sẽ cho ta tín hiệu vào giờ tị. Lúc đó ta sẽ rời đi. Tạ cảnh hành ngồi thẳng người, hiện tại ta có thể bồi ngươi đi dạo. Ngươi có muốn săn con hồ ly không? Thẩm diệu, hồ ly. Tạ cảnh hành kéo dây cương của nàng, đi theo ta. Tạ cảnh hành là tay săn thú giỏi, thẩm diệu không nghi ngờ chút nào. Nếu không phải là duệ thân vương của đại lương, hắn có thể trở thành thợ săn giàu có chỉ với kỹ năng săn thú. Khả năng bắn trúng mục tiêu của hắn gần như là tuyệt đối. Trong thời gian ngắn, họ đã chất đầy con mồi trên lưng ngựa, dù chỉ là những con thú nhỏ nhưng cũng rất hiếm có. Còn muốn săn gì nữa không? Tạ cảnh hành cười đắc ý, ta sẽ giúp ngươi săn. Thẩm diệu vừa định nói, thì thấy Tổng Dương vội vàng chạy tới, thở hồn hền nói, chủ tử, không ổn rồi, hoàng thượng đã vào trong tràng. Thiết y và ta tìm không thấy hoàng thượng, nhưng tại hoa loan phong thấy dấu vết ngựa vào trong tràng tạ cảnh hành cao mày chưa cho tín hiệu mà tự vào trong tràng hắn ánh mắt lóe lên mạnh mẽ gầm nhẹ nguy rồi hai trăm linh một xuống núi nguy rồi tạ cảnh hành đột nhiên quay đầu lại phân phó mặc kình các ngươi hộ tống phu nhân ra ngoài tràng thiết y đi theo ta thẩm diệu lo lắng ngươi bây giờ định vào trong tràng sao sự bất an trong lòng nàng ngày càng nặng hầu như muốn kéo Tạ Cảnh Hành lại để không cho hắn rời đi. Tạ Cảnh Hành nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt lần đầu tiên nhiễm phải một sắc thái nghiêm trọng, kế hoạch đã thay đổi. Thẩm Diệu nắm chặt tay, nhìn hắn, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Tạ Cảnh Hành không nói thêm, quay ngựa lại, giơ roi thúc ngựa, cùng Thiết Y phóng đi. Họ dần xa, chỉ còn thấy bụi mù bốc lên từ móng ngựa. Thẩm Diệu ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt dây cương. Lúc này nàng không còn tâm trạng dạo quanh ngoài tràng. Mạc Kinh nói: "Phu nhân, chúng ta trở về thôi." Thẩm Diệu gật đầu. Mạc Kinh cùng một nhóm thị vệ hộ tống nàng rời đi. Dù vậy, tâm trí Thẩm Diệu vẫn không yên. Nàng cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ từng chi tiết của sự việc. Hôm nay dường như có nguy hiểm tiềm ẩn. Vĩnh Lạc Đế ở triều đình Đại Lương không vững chắc như tưởng tượng. Với Lưu gia nắm binh quyền mơ hồ có tâm phản. Quan trọng hơn, Lư Gia dường như từng phục vụ tiên hoàng. Có phải Vĩnh Lạc Đế và tiên hoàng có mâu thuẫn? Có thể có một hoàng đế không muốn truyền ngôi cho con trai nào đó, Vĩnh Lạc Đế lên ngôi không chính danh, khiến tiên hoàng ghi hận, sau khi qua đời vẫn bày mưu để kéo hắn xuống ngựa. Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Lạc Đế có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không hiểu sao Vĩnh Lạc Đế lại tự vào chàng mà không đợi tín hiệu có hai khả năng, một là cấm vệ quân ép buộc Vĩnh Lạc Đế, buộc ông sớm vào tràng. Hai là Vĩnh Lạc Đế tự quyết định, không thông báo tạ cảnh hành. Thẩm Diệu cảm thấy khả năng thứ hai là đúng. Ở ngoài tràng có nhiều thần tử và người khác, những kẻ âm mưu không dám ra tay tại đây, nhất định sẽ chờ Vĩnh Lạc Đế vào tràng mới hành động. Nhưng tại sao Vĩnh Lạc Đế lại tự vào, và quyết định gì khiến tạ cảnh hành lo lắng như vậy? thẩm diệu chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như thế nàng tiếp tục đi vừa vặn thấy một con ưng bay qua kêu vang lòng nàng bỗng chấn động một ý nghĩ không thể tin nổi hiện lên trong đầu nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị phủ định nàng lắc đầu cố gắng bình tâm khi ra ngoài chàng thẩm diệu gặp quý phu nhân quý phu nhân không cùng chồng săn bắn mà ở ngoài chờ đợi thẩm diệu đến chào hỏi thân vương phi sao lại ra sớm vậy Quý phu nhân cười nói, cứ tưởng sẽ chơi lâu hơn. Ngoài chàng có nhiều hồ ly, may mắn có thể săn được trồn đen, ra làm cổ áo thì ấm áp đẹp lắm. Thầm rượu mỉm cười, ta chỉ theo họ đi dạo thôi, không săn thú. Nàng nói thêm, phu nhân không cần gọi ta vương phi, chúng ta là thân thích, cứ gọi ta kiều nương. Ta cũng muốn gọi phu nhân là di mẫu. Quý phu nhân sững sờ, rồi cười thân thiện, nguyên lai cảnh hành đã nói với ngươi vậy ta không khách sáo nữa gọi ngươi là kiều nương thẩm diệu cười la tuyết nhạn không có tỉ muội chỉ có huynh đệ nên nàng chỉ có cữu cữu không có di mẫu giờ có thêm di mẫu nàng thấy mới mẻ quý phu nhân đoan trang khéo léo nói chuyện rất thoải mái thẩm diệu nghĩ chắc cũng nhờ thế mới dạy dỗ được quý vũ thư quý phu nhân kéo thẩm diệu dẫn đi một hướng khác nói hôm nay cảnh hành vào chàng săn bắn, ngươi theo ta chờ ở ngoài. Đợi khi bọn họ trở về, chúng ta về phủ ăn một bữa cơm, từ khi trở về cảnh hành chưa đến nhà ta ăn cơm lần nào. Thẩm Diệu cười đáp lại, nhưng trong lòng lo lắng, hỏi, gì mẫu, săn bắn trong chàng nguy hiểm lắm không? Một con sư tử khó săn. Quý phu nhân thở dài, đây là quy củ từ khai quốc, nhiều năm vậy, vốn muốn phế bỏ nhưng tiên hoàng không đồng ý giọng bà chợt rừng cười nói người đừng lo có cấm vệ quân theo dã thú hung ác nhưng các thị vệ không mồi không huynh đệ họ có võ công tự vệ vẫn thừa sức thẩm diệu cười theo nhưng trong lòng biết quý phu nhân không rõ chuyện nếu bà biết chắc chắn không biểu hiện dễ dàng như vậy những cấm vệ quân kia không an toàn như vẻ bề ngoài quý phu nhân không phải người để thảo luận thẩm diệu hối hận không gọi bùi lang đến Ít nhất lúc này có thể bàn bạc. Ở Lũng Nghiệp nàng không quen ai, không biết kế hoạch của Tạ Cảnh Hành, tùy tiện hành động không tốt. Ngoài tràng cách xa rừng cây, có những mái che nắng dựng lên. Hôm nay toàn là vương tôn quý tộc, mang theo nhiều đá băng, nơi này mát mẻ. Các tiểu thư, quý phu nhân ngồi uống trà ăn điểm tâm, thỉnh thoảng người nhà trở về mang theo con mồi, họ hoan hô nhảy nhót khoe khoang. Đây đúng là một trò vui mới mẻ. Thẩm diệu tâm dần dần trầm xuống, nhìn xa xa hoa loan phong, nơi này mọi người vui vẻ chuyện phiếm. Ai biết bên trong có thể là cuộc chiến sống còn, hay một trận quyết đấu khốc liệt. Con mồi thật sự là sư tử, hay là kim long trên chín tầng trời. Đang suy nghĩ, nàng thấy có người đi tới, đó là Diệp Phu Nhân. Diệp Phu Nhân đến gần, ngồi cạnh quý Phu Nhân, cười nói, người cũng không vào trong sao ta đâu có săn bắn chỉ là ngắm nhìn thôi quý phu nhân cũng cười theo mặc dù quý gia và diệp gia không thân thiết lắm nhưng bề ngoài vẫn phải giữ lễ dù sao diệp mậu tài và quý gia quan chức cũng không khác biệt là bao thậm chí diệp gia còn cao hơn một chút quý phu nhân hỏi diệp phu nhân cũng không vào sao ta thì không diệp phu nhân khoát tay thân thể ta yếu ớt không chịu nổi cưỡi ngựa điên ánh mắt của nàng rơi vào thẩm diệu nói thân vương phi sao cũng không vào không phải lúc nãy thấy thân vương bồi nàng vào sao sao không chơi lâu thêm chút thẩm diệu khẽ động lòng lời của diệp phu nhân như đang thăm dò gì đó chẳng lẽ nàng ta cũng biết chuyện gì bên trong lư gia và diệp gia có mối quan hệ sáu diệu ở lũng nghiệp điều này đáng chú ý nàng đáp mặt trời quá nóng ở ngoài chàng làm ta chóng váng đầu nên trở về trước rồi nàng làm dáng vẻ hơi khó chịu, hốm hồ ta cũng không chịu nổi cảnh sát sinh. Quý phu nhân cười, dưỡi thân vương phi đúng là nhẹ dạ, nhưng cũng dễ hiểu, tầm thường nữ nhi ra không muốn thấy cảnh thỏ bị giết. Như sợ Diệp phu nhân tiếp tục hỏi thầm diệu, quý phu nhân chuyển hướng câu chuyện, nghe nói trước đây Diệp thiếu gia phát bệnh, giờ đã đỡ chưa? Diệp thiếu gia là con của tiểu thiếp, được nuôi dưới danh nghĩa Diệp phu nhân. Diệp phu nhân đáp, cũng ổn, chỉ là bệnh cũ, mỗi khi trở trời lại đau, nhiều năm cũng không có cách nào. Giọng nàng lãnh đạm. Thẩm Diệu sau đó biết được từ bát giác, vị Diệp thiếu gia này dù trên danh nghĩa là đích tử, nhưng hạ nhân đều xem thường sau lưng. Diệp phu nhân chỉ bề ngoài đối tốt, chưa từng thật sự quan tâm. Thẩm Diệu cảm thấy vị thiếu gia này thật đáng thương. Quý phu nhân tiếp tục kéo chuyện với Diệp phu nhân. Có lẽ để rời đi sự chú ý. Cuối cùng, Diệp phu nhân cũng có vẻ mất kiên nhẫn, đứng dậy rời đi. Thẩm Diệu cùng Quý phu nhân tiếp tục ngồi chờ. Mặt trời dần lặn, nhưng Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành vẫn không thấy bóng dáng. Thẩm Diệu phân phó Mạc Kình đi hỏi xem có tin tức gì của họ không. Quý phu nhân cười, "Đừng lo, đã có những lần như vậy, săn bắn kéo dài, thời gian trôi nhanh." hoa loan phong hiểm trở trời tối khó đi có khi phải chờ đến sáng hôm sau mới về dù nói vậy trong mắt quý phu nhân vẫn có lo lắng thẩm diệu bắt kịp thẩm diệu không biết có phải mình quá mẫn cảm không nếu không biết trước chuyện của tạ cảnh hành có lẽ nàng sẽ yên lòng nhưng lần này linh cảm không tốt và biết tạ cảnh hành không dễ dàng lòng nàng vẫn không yên mặt trời lặn trời tối dần đế vương chưa trở về chỉ có một số tiểu thư và nữ quyến đã trở lại, các thần tử vẫn ở ngoài sân săn bắn. Thẩm Diệu hỏi quý phu nhân, đây là lần đầu xuất hiện tình huống này sao? Quý phu nhân đáp, không phải, nhưng rất ít khi xảy ra. Một số thần tử bắt đầu dựng lều vải, dùng trường bố làm lều tạm, dù là mùa hè nhưng ban đêm có thể lạnh. Quý gia cũng dựng lều. Thẩm Diệu định rời khỏi, nhưng thấy Lưu Uyển Nhi đang nói chuyện với một nam tử trung niên. Lưu Uyển Nhi làm nũng hay khẩn cầu, nhưng nam tử kia không lay động, kéo Lưu Uyển Nhi lên xe ngựa, hộ tống đi. Có vẻ Lưu Uyển Nhi muốn ở lại, nhưng nam tử không cho phép. Thẩm Diệu định rời đi, nhưng nam tử kia cảm nhận được ánh mắt của nàng, đột nhiên quay lại, lộ ra một gương mặt hung tợn. Hắn vóc dáng khôi ngô như con hùng, đầy mặt khát máu, ánh mắt lạnh lùng. Bát Giác nói, đó là Lưu gia chủ, Lưu Chính Thuần tướng quân. Thẩm Diệu bừng tỉnh, đây chính là cha của Lưu Uyển Nhi, một võ tướng Lưu gia. Lập tức, nàng nhận ra Lưu Chính Thuần là người duy trì danh tiếng và địa vị của Lư gia ở Lũng Nghiệp. Có một sát thần như vậy, không ngạc nhiên khi Vĩnh Lạc đế không dễ dàng động đến Lưu gia. Lưu Chính Thuần ở lại đây, có phải cũng đang đợi kết quả từ Hoa Loan Phong? Thẩm Diệu suy nghĩ ánh mắt từ Lưu Chính Thuần lướt qua, nàng xoay người rời đi. Lưu gia ở lại đây, Diệp Phu Nhân cũng vậy, Diệp Mậu Tài đã trở về, đang nói chuyện với Diệp Phu Nhân. Lưu Diệp hai nhà đều có mặt, nếu Vĩnh Lạc Đế gặp chuyện bất chắc, liệu Lưu Diệp hai nhà sẽ làm gì? Quý Phu Nhân gọi nàng, Kiều Nương, bên ngoài lạnh, vào lều đi. Thẩm Diệu cười, bước vào. Quý lão gia không có trong lều, các đại thần túm năm tụm ba uống rượu, tâm tình thoải mái, thả lỏng. Quý phu nhân rót cho thẩm rượu chén trà nóng, đừng lo, họ sẽ không sao. Nhưng ngươi, nếu bị cảm lạnh, cảnh hành hỏi tội ta, ta không gánh nổi. Thẩm rượu cười, hắn nào dám. Rồi do dự, nàng hỏi, điện hạ. Quan hệ với tiên hoàng không tốt sao? Quý phu nhân sững sờ, cười, sao đột nhiên hỏi tiên hoàng? dù quý phu nhân cố che giấu thẩm diệu vẫn cảm nhận được thù hận thoáng qua thẩm diệu luôn tò mò về vai trò của tiên hoàng trong cuộc đời tạ cảnh hành và vĩnh lạc đế quý phu nhân nếu là tỉ muội với tiên hoàng hậu chắc chắn biết nhiều liệu có thể biết thêm gì về tiên hoàng từ quý phu nhân thẩm diệu không giấu diếm nói đã từng nghe điện hạ nhắc đến đôi chút nhưng không rõ ràng lắm trong lòng có chút kỳ quái thôi Quý phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, rồi nói, không ngờ hắn lại kể cả chuyện này cho ngươi. Sau đó bà cười, nói cho cùng, đây là chuyện riêng của Cảnh Hành, ta không tiện nói nhiều. Ngày khác ngươi cùng Cảnh Hành trò chuyện thẳng thắn, sẽ hiểu rõ hơn. Quý phu nhân rõ ràng không muốn nói thêm. Chính vì thái độ này của quý phu nhân, Thẩm Diệu càng thêm xác thực suy đoán của mình. Nghĩ đến việc Tiên Hoàng thật sự có mâu thuẫn với huynh đệ Tạ Cảnh Hành, nhìn biểu hiện của quý phu nhân có lẽ nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu cũng không ưa gì tiên hoàng trong lòng suy nghĩ những điều này quý phu nhân cũng chìm vào trầm tư một lát sau bà mới nói ôi đang yên đang lành nhắc đến những chuyện này làm gì kiều nương ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút nếu mai bọn họ trở về ngươi mệt mỏi thì làm sao thẩm diệu biết mình không thể ngủ tâm trí đang nghĩ đến đủ thứ chuyện nên nói ta chỉ ngồi một lúc thôi, ngủ không được. Quý phu nhân thấy nàng bướng bỉnh, cũng không ép. Hai người trò chuyện một lát, quý phu nhân mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thẩm diệu đắp áo choàng lên người bà, rồi ngồi lại trong lều. Thời gian trôi qua, trời dần sáng. Quý lão ra từ một đầu khác của khu săn bắn trở về, thấy thẩm diệu đang sốc trướng lều định ra ngoài, ông sững sờ. Thẩm diệu cười nói, di mẫu còn chưa tỉnh, đang ngủ ngon, di phụ nhỏ tiếng chút. Quý lão ra gật đầu, dặn nàng, ngươi nên ăn chút gì đi. Thẩm diệu đáp lại, rồi ra ngoài. Bên ngoài, một số phu nhân đã tỉnh dậy, trông mệt mỏi. Những người này bình thường sống trong nhung lụa, nay phải ở lều tạm thì không dễ chịu gì. Hồi hương mang cho thẩm diệu một bát cháo, được cung đầu bếp chuẩn bị. Thẩm diệu vừa húp cháo vừa hỏi bát giác, điện hạ vẫn chưa có tin tức gì sao bát giác lắc đầu thẩm diệu nhìn xa xăm mặt trời đã ló dạng thêm một canh giờ nữa trời sẽ sáng hẳn dù tạ cảnh hành và vĩnh lạc đế săn bắn suốt đêm giờ này cũng nên trở về chưa bao giờ săn bắn kéo dài đến hai ngày như thế này dù họ không chỉ săn bắn thẩm diệu thầm nghĩ các ngươi không có tín hiệu gì từ mặc vũ quân sao nàng hỏi lần này chủ tử không nói rõ kế hoạch với các ngươi sao bát giác và hồi hương đều sững sờ rồi lắc đầu hồi hương nói chủ tử không nói gì với chúng ta thẩm diệu bất đắc dĩ chỉ biết thở dài không biết tình hình thế nào rồi nhìn xa xa thấy lư chính thuần và diệp mậu tài nàng càng đau đầu đang lúc đó thẩm diệu thấy một bóng người quen thuộc vội vã đuổi theo người đó quay lại chính là quý vũ thư thẩm diệu kéo hắn đến một góc khuất hỏi ngươi sao lại ở đây quý vũ thư ngạc nhiên tẩu tẩu ý ngươi là gì thẩm diệu cau mày ngươi không phải cùng tạ cảnh hành vào trong sao quý vũ thư cười không ta ở ngoài tràng chỉ có hoàng gia mới vào được ta dù là nửa hoàng thân quốc thích cũng chưa đủ thẩm diệu kinh ngạc nàng tưởng quý vũ thư đến giúp tạ cảnh hành Vậy là Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Lạc Đế chỉ có hai người sao? Nàng hỏi, ngươi nói thật, Tạ Cảnh Hành lần này định làm gì? Quý Vũ thư sờ mũi, "Tẩu tẩu, ngươi hỏi sai người rồi." Tam ca làm gì đại sự không bao giờ kéo ta vào, càng nguy hiểm càng không. Lúc trước ở Minh Tề, ta chỉ quản lý hiệu cầm đồ phong tiên, còn lại không cho ta nhúng tay. Hôm qua ở sân săn bắn, Cao Dương đi cùng hắn. Có chuyện gì? Tam ca chỉ tin Cao Dương. Cao Dương? Thẩm Diệu hỏi, hắn sao vào được? Cao Dương dịch dung thành tùy tùng của Tam ca, Quý Vũ thư nói. Hắn thông minh, lại hiểu y thuật, có chuyện gì cũng dễ ứng phó. Thẩm Diệu lo lắng, Cao Dương biết y thuật nên được tạ cảnh hành mang theo. Nhưng tình hình đã nguy hiểm đến thế sao? Nhìn Quý Vũ thư, nàng nhận ra tạ cảnh hành luôn bảo vệ người thân bằng cách không liên lụy họ quý vũ thư dù là biểu đệ cũng bị bảo vệ bằng cách không cho tham gia quý vũ thư nhìn thẩm diệu nghi ngờ hỏi tẩu tẩu có phải tam ca gặp chuyện gì rồi thẩm diệu trấn an không có ta chỉ lo lắng vì hắn chậm trễ chưa trở về không thể quý vũ thư quả quyết tẩu tẩu không phải người lo lắng vô cớ hôm qua ta thấy cao dương cũng bí ẩn họ mỗi khi có chuyện đều thế lúc trước ở minh tề cũng vậy Tam ca định làm gì đó sao? Thẩm diệu nhìn quý vũ thư tức giận, lòng đầy cảm khái. Tạ cảnh hành luôn gánh vác mọi thứ, từ lâm an hầu, vinh tín công chúa đến tô minh phong. Giờ đến quý vũ thư, nhưng có một số chuyện, không biết vẫn là phúc. Thẩm diệu nói, xin lỗi, ta cũng không biết hắn muốn làm gì nên không thể trả lời ngươi. Quý vũ thư thắc mắc, ở trong chàng săn bắn chỉ có người hoàng thất mới vào được, chẳng lẽ trong đó có nguy hiểm sao tam ca và hoàng thượng luôn có những hành động kỳ lạ tẩu tẩu ngươi thật không biết gì sao chưa kịp thầm diệu trả lời phía sau liền truyền tới giọng của quý phu nhân không biết cái gì bà tiến tới nhìn quý vũ thư và thầm diệu vẻ mặt trở nên nghiêm trọng cảnh hành thế nào các ngươi vừa nói gì quý vũ thư bối rối nương không có gì ta cùng tẩu tẩu đùa giỡn thôi ngươi không lừa được ta quý phu nhân nghiêm giọng trước đây cho ngươi đi minh tề tìm cảnh hành ngươi đi rồi không về không biết ở minh tề làm gì ngươi làm gì ta mặc kệ nhưng ngươi là quý gia thiếu gia ta hỏi ngươi ngươi biết gì tại sao nói những lời đó cảnh hành có phải gặp nguy hiểm không quý vũ thư bị hỏi á khẩu cầu cứu nhìn thẩm diệu thẩm diệu vội nói di mẫu ngài hiểu lầm rồi ta và Vũ Thư chỉ đùa giỡn thôi. Chỉ là Điện Hạ chưa trở về, trong lòng có chút lo lắng, nên mới hỏi Vũ Thư. Vũ Thư không biết gì cả, là ta nghĩ nhiều, Di Mẫu đừng trách hắn. Quý phu nhân nhìn thẩm diệu, ánh mắt nghiêm khắc, nói, Kiều Nương, việc này không phải chuyện nhỏ, ta. Đúng lúc đó, bát giác chạy tới, không để ý quý phu nhân ở đó, liền nói, phu nhân, bọn họ trở về hoàng thượng xuống núi quý vũ thư như được giải thoát vội nói xem đi ta nói tam ca không sao mà nương đừng lo đi chúng ta đi xem tam ca và hoàng thượng săn sư tử nói xong liền chạy như bay thẩm diệu nghe nói vĩnh lạc đế đoàn người trở về cũng thở phào nhẹ nhõm hướng về quý phu nhân cười chúng ta cũng đi thôi quý phu nhân còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy thẩm diệu bình tĩnh lại nuốt lời vào, thở dài, tùy ý để thầm rượu kéo đi. Từ phía ngoài tràng, một đoàn cấm vệ quân xuất hiện, dẫn đầu là Vĩnh Lạc đế. Nhưng kỳ lạ là, Vĩnh Lạc đế không cưỡi ngựa, mà tự mình đi tới. Nhìn kỹ, thấy bội kiếm bên hông ông tựa như dính máu. Hoàng gia săn bắn, đế vương tự mình đến săn, thực ra là lễ pháp, thị vệ bên cạnh nắm mũi tên để hoàng đế chỉ đạo. Nhưng lần này Vĩnh Lạc Đế tự mình ra tay. Vĩnh Lạc Đế không biểu lộ cảm xúc. Tĩnh Phi trong hoa liễn đợi đã lâu, lập tức tiến lên nghênh đón, nói, bệ hạ cuối cùng cũng trở về, thần thiếp ở đây lo lắng suốt đêm, con mắt đều đỏ. Vĩnh Lạc Đế chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, không đáp. Thẩm Diệu thấy rõ, Diệp Mậu Tài biểu hiện bình thường, còn Lư Chính Thuần thì có chút âm trầm. Cấm vệ quân kéo vài thớt ngựa lôi theo vật gì đó, ầm một tiếng, một thi thể cự sư rơi xuống đất, máu me loang lổ, trên lưng và bụng đầy vết tiễn, rõ ràng đã trải qua trận chiến ác liệt. Lập tức có triều thần tiến lên nịnh hót, bệ hạ anh minh thần võ, đúng là phúc của đại lương xã tắc. Mọi người theo đó quỳ xuống ngâm sướng chúc mừng. Thẩm diệu cũng quỳ, nhưng không thấy bóng dáng tạ cảnh hành. Sau khi mọi người bình thân, Lô Thuần đột nhiên hỏi, bệ hạ, sao chỉ thấy ngài, không thấy thân vương điện hạ. Mọi người chợt nhớ ra sự vắng mặt của duệ thân vương. Vĩnh Lạc Đế khẩn trương nhìn chằm chằm Lưu Chính Thuần, ánh mắt lạnh như băng, nói, duệ thân vương bị thương, đã về thành trị liệu. Mọi người đều xôn xao. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.